Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã đến với clip tiếp theo trên kênh Sáng Tạo Cái Bài của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay lại với anh em đây để hướng dẫn cho mọi người một cái công thức rất là đơn giản để anh em có thể áp dụng vào chơi trên cái con tài xỉu nổ hũ này nhá. Ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái công thức bắt cầu bằng cái cầu đen trắng hay còn gọi là cầu bằng này này. Đấy, thì anh em gọi thế nào cũng được đúng không? Mọi người gọi thế nào cũng ok. Cái quan trọng là anh em đánh chuẩn, anh em đánh nó gọi là có hiệu quả được. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để áp dụng công thức này đánh cho nó hiệu quả nhất có thể. Như cái clip ngày hôm qua mình hướng dẫn cho anh em đấy, anh em thấy thế nào, đánh nó cực kỳ mượt đúng không? Tuy là công thức này chưa phải là công thức nó hiệu quả nhất của mình đâu, nhưng mà nó lại là cái công thức nó vừa hiệu quả, nó vừa cái chơi của mình, nên mình sẽ hướng dẫn cho anh em đấy. Thì nó sẽ phù hợp với anh em nào mà không phải yêu cầu là một cái công thức nó có cái độ hiệu quả nó cao nhất, mà yêu cầu một công thức nó dễ chơi, dễ trúng thưởng mà nó vẫn rất là hiệu quả, đúng không? Nó không phải là nhất nhưng mà ít nhất là nó vẫn có thể vào và giúp anh em kiếm lời kiếm lãi, chốt lời chốt lãi bằng cái công thức này được. Đấy, mình còn rất là nhiều công thức khác cơ. Nếu mà anh em thích nhá, mình sẽ hướng dẫn cho anh em những công thức đấy. Nó chỉ khó hơn một chút thôi anh em ạ. Ví dụ như ở là công thức điểm phiên mà mình hướng dẫn cho anh em mấy ngày hôm nọ đấy. Đấy, thì nếu mà anh em nào chưa biết có thể xem lại. Và nếu mà mọi người mà có hứng thú ấy thì có thể comment phía bên dưới để mình lên video và hướng dẫn cho anh em, được chưa? Đấy, lên video và hướng dẫn một số công thức khác nữa cho anh em. Không chỉ công thức điểm phiên mình đang hướng dẫn cho anh em rồi, còn những công thức xí ngầu các thứ, nếu mà anh em thích thì có thể là comment phía dưới, ok chưa? Hôm nay thì cứ đánh bằng cái công thức cầu gọi là cầu đen trắng này đi. Đấy, thì mình sẽ đi theo công thức này một vài ngày cho nó đánh cho nó đơn giản. Chứ mấy ngày gọi là không phải mấy ngày đâu, mình đánh bằng những công thức như kiểu điểm phiên các thứ cả năm rồi. Đấy, nên là cũng gọi là hơi mệt mệt rồi anh em ạ. Mỗi ngày có thể tính toán, nhiều khi tính toán nhầm đau đầu lắm. Nên là mấy ngày hôm nay nhân cái cơ hội là hướng dẫn cho anh em, cho anh em dễ chơi các thứ thì đấy, mình cũng sẽ đánh cho nó dễ đánh anh em ạ, đỡ phải làm ngày nhiều. Nhưng mà phải nói thật với anh em là dùng cái công thức này thì tỷ lệ thắng nó sẽ thấp hơn một chút. Nên là nhiều khi ấy, mình cảm giác là nó sẽ hơi dễ bị lỗ hơn, hoặc là hơi dễ nó hòa vốn hơn. Nên là cái này thì anh em cũng phải chấp nhận thôi. Nó dễ hơn đúng không? Nó có tỷ lệ thắng nó ít hơn thì tất nhiên là nhiều khi anh em cũng sẽ hay lỗ hay là hay hòa vốn hơn rồi. Nhưng mà kiểu gì kiểu mình đánh ấy thì cái lần thắng, cái số lần thắng của mình nhá, đấy, thì nó vẫn sẽ phải cao hơn là cái số lần thua. Nếu mà bảo là cái số lần thắng của mình mà nó lại thấp hơn cái số lần thua đúng không, thì nói thật với anh em luôn là đánh vào cái quái gì. Chơi con game này nó làm cái quái gì anh em. Chơi thì nó phải thắng đúng không? Đấy, chơi thì nó phải lãi. Đã lỗ ấy thì thôi, nghỉ mẹ đi cho nhanh. Nói thật là thế, ok. Rồi, cái tay này thì mình chưa biết là nó đang ra cái thể loại cầu kèo gì, nhưng mà mình cứ đánh là một con tài đi. Tại sao lại thế đúng không? Vì mình đánh giỏi chứ làm sao nữa. Con này thì mình làm gì biết là nó đang ra cái cầu cái thể loại như nào. Tại vì đằng trước anh em thấy không, nó ra cầu 42 này và cả trưởng 42 hoặc 24 gì đấy. Mà cái cầu nó khá là đặc biệt. Nhưng mà cái cầu này thì mình thấy là cái gọi là cái công thức bắt cầu bằng cái cầu bằng này này nó hay gặp hơn là những cái công thức khác của mình. Đấy, thì cái công thức nào nó cũng sẽ có ưu điểm à. Cái công thức này đó, cái công thức cầu bằng này này thì nó sẽ hay gặp những cái cầu đặc biệt và anh em sẽ dễ gãy ở những cái cầu đặc biệt hơn. Đã gọi là cái cầu đặc biệt rồi tức là nó phải rất là hiếm. Đấy, không phải đến cái mức là hiếm quá hay gì nhưng mà nó sẽ hiếm trong cái công thức kiểu mình. Tức là trong những cái công thức kiểu mình, còn anh em mà chơi bằng cái công thức này thì nó sẽ đỡ hiếm hơn anh em ạ. Đấy, nên là anh em đánh ấy, thì anh em lưu ý là đánh bằng cái công thức nào nó cũng sẽ có ưu nhược điểm. Nên là nếu mà gặp những cái cầu đặc biệt đi nữa, hay kể cả anh em gặp cái cầu đặc biệt trong những cái công thức nào ấy nữa, thì anh em phải lưu ý nhá, là phải có cái tâm lý là không lỗ là may rồi, hoặc lỗ nhẹ là may rồi, đến lúc đấy đừng có ham lãi, được chưa? Anh em cái tay này và ai trưởng luôn đây anh em ạ, ảo chưa? Ui rồi ôi, 5-4 ra 1. Quả như cái quả mình đánh một con tài thì nó không 5-4 ra 1, bây giờ 6-3 ra 1 đi. Nên là sorry, như cái quả mình đánh một con xỉu thì không ra như thế đi. Nên cái quả như lúc mình đánh một con tài thì 5-4 ra 1, bây giờ 6-3 ra 1 anh em ạ. Chịu rồi. Thế tập này thì đến cái con đấy mà 5-4 ra 1 được thì thôi, mình sẽ tìm cái cơ hội ở những cái tay sau thôi. Đằng nào cái tay đấy cũng là một con giò nhá. Đấy, cái con đấy thì mình giò tại vì mình có biết được là cái con nào có tỷ lệ cao đâu, đúng không? Mình không thể nào mà biết được là nó đang ra cầu gì. Mình đang xem là nó có liệu nó có ra cầu 21 hay không, hay là nó đang ra cầu gì. Thì đây, nó lại ra là một con xỉu thế này, tức là cái tỷ lệ nó ra cao nhất là cầu 11. Đấy, mà cầu 11 nhá, thì cái con tiếp theo mình sẽ có tỷ lệ ăn 90% anh em ạ. Cái con này mình đã định đánh là 3M đấy, tại vì nó có tỷ lệ ăn 90% nên mình không ngần ngại, mình pha phải hơn nửa vốn đúng không? Nửa vốn của mình là 2M5.
Đấy, thì cái test này mình đánh tận là 3M. Tại vì cái con này mình có tỷ lệ là 90% được chưa anh em? Em cứ nhớ cái con thứ tư của cổ 11 nhá, mình sẽ có tỷ lệ ăn cao nhất. Ok, tỷ lệ ăn cao nhất của mình nó sẽ là 90%, nên là anh em cứ đánh, cứ đè con này ra đánh cho mình. Đấy, anh em thấy ngon không ạ? Quá là ngon luôn, chứ còn cái gì nữa. Ok, rồi, quá ổn áp rồi. Thế là hút phát được thêm 2M975, coi như gần 3M đi. Đấy, đánh hai tay kia là mình không chắc chắn là, đây là mỗi tay mình cũng chỉ đánh 500k. Thực ra ấy, mình có thể đánh nhỏ hơn cũng được, hoặc là mình bỏ qua luôn cũng được. Tại vì là hai tay đấy thì tỷ lệ ăn nó có cao đâu, đúng không? Tỷ lệ ăn là 50-50, coi như là mình chả biết là nó đang ra cầu gì, đánh tù mù đấy anh em. Xem như là lúc đấy mình đang đánh linh tinh luôn, không có một cái công thức gì cả. Nên là anh em thích ấy, thì em bỏ qua tay đấy, được chưa? Nhưng mà thôi, hai tay đấy thì mình vẫn cứ đánh 500k. Và cuối cùng mình vẫn bây giờ là mình đánh sau 3 tay đấy, mình ăn được 2 tay đúng không? Mình vẫn đang là ai là gần 3M. Đấy nhà cái còn chiết khấu của mình đấy, không thì đang ăn chắc cũng tầm chắc cho 3M rồi đâu, đúng không? Rồi, con tiếp theo thì chắc là tiếp tục là 500k đi, đánh theo cầu. Ok, thêm 300k nữa thì thêm 800k anh em ạ. Đánh theo cầu để xem nó có ra theo cầu nữa không anh em. 62. Ui, tại sao không phải là 62 ra 1, 62 ra 2 các thứ đúng không? Đấy, mà lại 62 ra 6 thế này. Đúng là cái tay mình đánh xỉu thì nó không may mắn cho lắm anh em ạ. Đấy, như cái tay mà mình đánh theo như kiểu đánh tài các thứ đấy, thì nó mới là 63 ra 1 với là 54 ra 1. Còn như cái tay mình đánh xỉu thế này thì nó không độ như thế được. Đúng là hút máu quá anh em ạ. Ok, thôi không sao. Đấy, con tiếp theo nhá. Con tiếp theo thì có lẽ là mình sẽ có tỷ lệ ăn là 80%. Tại vì là ở trước đúng không, nó đang ra cầu 11 đấy. Nếu mà ra cầu 11 thế thì đằng sau mình sẽ có tỷ lệ là cao nhất là nó sẽ ra cầu 33 hoặc 321 hoặc cầu chuỗi anh em ạ. Cả ba loại cầu đấy nó đều chỉ ra cái con tiếp theo đây mình đánh là một con tài đúng không. Con tiếp theo mình đánh ấy, mình sẽ có tỷ lệ ăn là 80% là sẽ ra một con tài. Còn đợi đến cái con là 90% tỷ lệ ăn thì ít nhất cũng phải là 2 1 2 hay là 3 tay nữa thì đấy. Ok, 3M luôn đi. 90% tỷ lệ ăn, nhưng mà mình sẽ 80% tỷ lệ ăn, nhưng mà mình sẽ đánh bằng với tay 90% tỷ lệ ăn xem thế nào. 5, ui 4. Ui ma. Ảo ma rồi anh em ạ. Cái con này nó ma quỷ rồi. Không đỡ được, thật sự không đỡ được. Mà đánh một con tài thì nó cứ ra là 63 ra 1, 54 ra 1, lại 33 sau lại ra 4. Ra bố con 3, con 2, con 1 đỡ phải nạn đi. Đằng này ra con 4 cứ nạn mãi đấy. Thấy cái chân ở giữa đâu anh em ạ, không thấy một cái chấm ở giữa. Ok, buồn vãi cả chửa. Cái con này à. Thôi được rồi, cứ từ từ thôi. Con này thì cứ từ từ nhá. Muốn chốt lại được ấy thì bây giờ mình phải có một cái con nào đấy để mình gọi là bật lại được đúng không. Nhưng mà nó không phải con tiếp theo. Con tiếp theo thì mình không biết được là nó sẽ ra cầu gì đâu. Phải hết cái con này nhá. Hết cái con này thì mình sẽ đánh được. Tại vì là 80% ra một con tài đó, nhưng mà nó không ra một con tài, tức là nó không về được cầu 33, 321 hay cầu chuỗi rồi. Tại vì 80% tỷ lệ ăn thì nó cũng chỉ là 80 thôi. Kể cả 99% tỷ lệ ăn đi nữa thì nhiều khi anh em vẫn cứ chết. Đấy, mà mình nói thật là cũng không có một công thức nào. Mình nghĩ không có công thức nào 99% tỷ lệ ăn đâu, đừng có nói 100% anh em ạ. Nên là con vừa rồi 80% tỷ lệ ăn là mình chết cũng bình thường thôi. 10 tay thì chết 2 tay đúng không? 10 tay chết 2 tay, 2 tay 3 tay cũng bình thường. Thì đấy, cái con vừa rồi là mình chết. Nhưng quan trọng là những con đằng sau đấy thì mình bắt như thế nào. Và nếu mà nó không phải ra cầu 33 hoặc 321 ấy thì con này nhá, mình có tỷ lệ ra cầu 12 hoặc 123 nó là cao nhất. Nhưng mà quan trọng là mình phải biết được cái con vừa rồi này nó ra một con tài một con xỉu. Đấy thì mình mới đánh được. Bình thường là mình sẽ đánh giò, nhưng mà cái con vừa rồi mình đang lỗ 1M thì mình đánh giò nó hơi bị mạo hiểm anh em ạ. Đấy, tại vì là tự nhiên đầu mất 500k đúng không? Đang lỗ thế này rồi không muốn mất tiền oan thêm một lần nào nữa. Đấy là thôi, mình sẽ bỏ qua cái tay đấy. Nếu mà nó ra một con xỉu thì mình sẽ đánh theo cầu 123. Còn nếu mà nó ra một con tài thì mình sẽ đánh theo cầu 1212. Cả hai con đều có tỷ lệ ăn rất cao. Cái con tiếp theo đây là 90%, thấy chưa? Bằng với con cầu 11, bằng với con thứ tư của cầu 11 đây, 1234, bằng với con này mình đánh đúng không? Đấy, ok, bằng có tỷ lệ 90% ngang bằng với con lúc nãy mình đánh thì con này mình sẽ đánh một con tài tiếp cầu 1212 anh em ạ. Con này có tỷ lệ ăn là 90% nha mọi người. Ok, rồi. Nặn phát xem nào. Rồi, 4, ok, ngon rồi anh em ạ, được chưa? Đấy, thì cứ bình tĩnh thôi, đánh thì nó cứ bình tĩnh thôi. Miễn là anh em phải bình tĩnh trong khi mà nếu mà anh em chết ấy, thì đừng có hoảng loạn làm cái gì cả. Phải bình tĩnh thì anh em mới có thể bật lại được. Cuối cùng là nãy đã 7M8 rồi, giờ lên lại 7M8 anh em, biết thế nghỉ bố từ lúc nãy đi.
Ok thôi không sao, nói chung là lãi được thế này quá ngon rồi. Đến nay đến đây thôi nhá. Nếu anh em nào có còi gì nữa hãy comment dưới cho mình biết, mình sẽ lên video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Bye bye, gặp lại mọi người thì biết là sao.